Ơi, xin chào quý vị, đây là đường cao tốc đi Hà Nội Bắc Giang, trưa ngày thứ hai 26 tháng 6 2017. Đó, nếu mà đi thẳng đường này luôn là đi lên Lạng Sơn, đi lên cửa khẩu Hữu Nghị Quan, lên biên giới với Trung Quốc. Trời Hà Nội đang chuyển mưa vậy, nhiệt độ giờ khoảng 28 độ C. Phải là đường vào chùa Phật Tích, vào 5 cây số, nơi mà đạo Phật du nhập vào Việt Nam đầu công nguyên, cái gì cổ nhất ở vùng bán đảo Đông Dương á. Tạm biệt quốc lộ 1, cao tốc đi Lạng Sơn rẽ phải đi đi đường 18, đi về hướng Chí Linh, đi Hải Dương, đi Uông Bí, Hạ Long. Đây đi Hạ Long chỉ còn 111 cây số nữa thôi.